Đức Phật lại bảo Ngài Xá Lợi Phất rằng hãy nên chú ý lắng nghe cho kỹ. Thị chư pháp không tướng vô tánh, các pháp vốn không tướng vô tánh, tánh của sáu căn, thấy nghe, ngửi nếm, giác tri vốn là không, sắc do tánh mà hiển, sắc cũng là không, chẳng thể bỏ rời sắc mà giữ vững, giữ được không? Bàn về sắc và kiến tánh, chư vị bảo rằng sắc có trước hay kiến tánh có trước? Nếu nói sắc có trước thì chưa thấy gì, mà sao lại hiển xuất ra sắc? Nếu nói đầu tiên có kiến tánh thì khi không có sắc có thể đối, thì kiến tánh thấy tánh chỗ nào? Không có sắc mà chư vị kiến tánh thấy tánh thì không ích lợi gì. Thế nên phải thấy tánh vốn là không, sắc cũng là không. Chư vị chớ khởi ra lại biến kế chấp tánh. Chấp trước có tức là có, không tức là không. Không và có vốn không hai. Chấp thấy có tức nhất định là có, thì không thể liễu giải hiểu rõ đạo lý không hai của có và không. Vì vậy nếu hướng ngoại truy cầu thì đem đầu đặt lên đầu chấp trước khởi vọng. Vì thế Phật thuyết tâm kinh tức là thuyết về đạo lý không hai của có và không, diệu pháp không hai của có và không, thọ tưởng hành thức cũng đồng với không và sắc. Chư pháp vốn không tướng vô tánh, tất cả năm uẩn pháp sắc thọ tưởng hành thức đều là tổng hợp các pháp, tức là 11 loại sắc pháp, 8 tâm pháp, 51 tâm sở pháp, 24 bất tương ưng pháp, 6 vô vi pháp, thành 100 pháp. 11 sắc pháp tức là 11 loại sắc trần vừa giảng ở trên cũng là 5 căn đối với 6 trần. 5 căn là 5 loại sắc pháp, 6 trần là 6 loại sắc pháp. Cộng thành 11 loại sắc pháp. 8 tâm pháp tức là nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mặt na thức, cùng a lại gia thức cộng thành 8 tâm pháp. 51 tâm sở pháp nghĩa là thọ và tưởng, phân tích tưởng tận ra thành 51 loại tâm sở pháp. Hành tức là 24 bất tương ưng pháp, thức cũng là 8 thức đã nói ở trên, lại thêm 6 vô vi pháp, tổng cộng thành 100 pháp. 100 pháp này do hai vị Bồ Tát Thiên Thân vô trước tóm gọn 660 pháp của Bồ Tát Di Lặc phân thành 100 pháp. Bồ Tát Di Lặc lấy thời số một đời thuyết pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni mà biên thành 660 loại pháp. Vì 660 pháp quá nhiều nên sau này Bồ Tát Thiên Thân và vô trước nghiên cứu tóm thâu lại thành 100 pháp. Do đó nói rằng các pháp vốn không tướng vô tánh, tức bảo rằng năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức đều là không, chẳng có tự tánh, bất sanh bất diệt tịch nhiên không, không sanh không diệt thông tịch nhiên. Bồ Tát Long Thọ có thuyết những bài kệ tụng nói về pháp sanh diệt thật rất tường tận. Ngài nói kỷ sanh vô hữu tánh, vi sanh kỷ vô sanh, ly kỷ sanh vi sanh, sanh thời tức vô sanh, dịch đã sanh mà không sanh, chưa sanh đã không sanh, rời đã sanh chưa sanh, lúc sanh tức vô sanh. Đã sanh mà chưa sanh tức là đã sanh rồi mà vẫn như chưa sanh. Sao lại nói thế? Đã sanh rồi lại có sanh. Ví như cây đã mọc mầm rồi thì không còn mọc thêm nữa. Chưa sanh đã vô sanh, sao là chưa sanh? Còn chưa sanh là chưa có sanh, chưa có sanh lại có sanh không? Ly đã sanh chưa sanh tức là xa rời đã sanh và chưa sanh, lúc sanh tức vô sanh, ngay là nghĩa ngày khi sắc tức là không có sanh. Giống như đạo lý tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai cũng không thể được. Đây là Bồ Tát Long Thọ phát minh ra lý không sanh không diệt. Lý luận này thật rất thâm sâu triệt để. Do vì Phật thuyết 8 loại tướng tức không sanh cũng không diệt, không thường cũng không đoạn, không một cũng không khác, không đến cũng không đi, Bồ Tát Long Thọ dùng 4 câu kệ tụng để hình dung vô sanh và sanh giống như nhau, sao lại giảng về diệt? Cũng có thể nói đã diệt không có diệt, chưa diệt đã không diệt, rồi đã diệt chưa diệt, lúc diệt tức vô diệt. Những loại lý luận này tôi tin chắc rằng mọi người đều chẳng hiểu gì cả.
do đó tôi không giảng thẳng về chúng. Hiện tại bất quá chỉ giảng về lý không sanh không diệt. Lý không sanh không diệt, thông tịch nhiên. Tịch nhiên thông đạt vô ngại. Bất cấu bất tịnh, ly ô nhiễm, không dơ không sạch, xa ô nhiễm. Tự tánh vốn không dơ không sạch, nhưng khi sanh ra con người lại có dơ có sạch. Dơ sạch này cũng là không dơ không sạch, chỉ vì chúng ta có tánh chấp biến kế, chấp trước đây là dơ, đây là không dơ, đây là sạch, đây là không sạch. Vì có tâm chấp trước như thế nên biến thành có dơ và có sạch. Sao nói đó là một loại tâm chấp trước? Ví như tay của chúng ta đôi khi bị ô nhiễm bởi phân người hay phân heo, lúc ấy cảm giác rất dơ bẩn, nhưng dùng nước tẩy rửa thì tay trở lại sạch sẽ. Nhưng khi quần áo bị dính phân thì tuy tẩy rửa nhưng vẫn còn cảm giác như bẩn. Do đó chúng ta muốn liệm nó đi. Đối với bàn tay sau khi rửa sạch thì không còn chấp trước nữa, vì không thể dùng đào cắt đứt bỏ đi nên tâm nghĩ rằng tay đã được rửa sạch. Đối với quần áo dầu được giặt rửa rồi nhưng vẫn không thích, không muốn dùng lại, vì do tâm không thích, tâm không chấp trước vào quần áo, đó là không nhơ không sạch. Nếu chư vị không có tâm chấp trước thì cho dầu bọ nhơ nhuốc nhưng không hề hấn gì cả. Nhờ nhuốc và sạch sẽ đều cùng một dạng, không dơ không sạch là cội gốc của tự tánh. Đối với mọi sự việc, dơ hay sạch đều phải lãnh hội lý không dơ không sạch, không vì dơ sạch mà làm chuyển động tâm mình, đó mới hợp với tự tánh của chúng ta. Chư vị phải có trình độ nhận thức như thế thì đức hạnh của mình mới hợp với đạo lý trời đất, hợp với ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Tại sao kim quang của Đức Phật như ngàn muôn ước mặt trời? Vì Ngài hội được lý không dơ không sạch, Ngài đạt được đạo lý của trời và người, Ngài hòa hợp thành một thể với bốn mùa xuân hạ thu đông, Ngài lại hòa hợp với những việc điểm xấu của quỷ thần. Tại sao chư vị không thể được như thế? Vì chư vị còn có tâm chấp trước, tánh chấp biến kế. Chư vị phải phản bổn hồn, hoàn nguyên xa rời ô nhiễm.